Before the heaven and the earth came to existence, what was I? Before the heaven and the earth came to existence, what was I? Before the heaven and the earth came to existence, what was I? The my friends and the practitioners. Practice meditation. Ask questions. Writing down. Maintaining down that our practice. We just say that the march of human life that cannot recognize who we are, because self-attachment, we can't ignore. We losing our original frames. We are losing our true self. Only the way to go back to the ship nature, Buddha nature, that are the question raising down and maintaining down. Just like we make direction to before talk. That's the way to come back to original faith, get back to original faith, or come back to the same nature, Buddha nature. The opposite direction that we go to the dualism, or the same attachment. So we get over all obstructions that the talk, the suffer talk, the worry, the feeling talk, rising from subjective and objective, rising from self-attachment. If we maintaining down no discrimination in all of the dualism, so with over, the more we maintain down, maintaining down, the more relief all of the suffer from subjective objective. And in the end will be discovered our original frame. And that we are making the direction to go to the right method, to the right believe in us, in our own mind. Just practice. Just only practice. Don't fall in the understanding. You just stay in the understanding, and we think that we know enough. We think that we're good enough. That's the attachment. That means we gain the thing that we think we know, but not unknown. I mean, we unfortunately not recognize who we are, not recognize what kind of we are practicing. So just practice, ask the question. Kính thưa quý thầy, sư cô, toàn thể quý bạn đồng tham. Everyone, dear practitioner, the practice is focused on the experience. The practice is based on the Dhamma. Depends on
It's mà when phải đứng yên cái you chỗ have nhận thức different kind of không xô understanding. mà phải chân thực thực But dụng. with understanding is not Thế enough. thì nhận thức You của need chúng to ta chỉ mặt trăng, cái actually phương tiện practice giải yourself. thích của tổ sư, đó There's là different giải kinds mật của of tổ sư, explanation, chỉ but dạy it's về mặt come down thực to hành. practice. Tính ta tin sâu Therefore, mới tự if tâm, you believe in your rồi own mới mind, dám thực hành để vượt qua tất then cả you mọi cái dare to chướng, practice mọi cái vô minh and cản trở overcome all the obstacle, của chính mình. your own obstacle, Thì cái tập khí ngàn đời chúng ta cứ chạy trên cảnh the tướng, habit trên hình tướng, hình of thức, đó chắc yourself chắn là như vậy. Chứ thousand không phải has come là thousand phá years, cái gì, thousand lives là before. nắm bắt cái gì. It's not Mình something càng that you can hành hold on. That's miên not tập something that you can base mình đi on. đến cái chỗ thuần thục, mà nói thuần thục đây cái nghi But tình, the cái tướng practice nữa, is đây cái nghi tình, trên there's sự khôn no khô, trên sự tu tập. shape Và or chúng anything ta for the ngừng thảo doubt. luận cùng tham So hỏi trao because đổi, there's no shape or nothing to lấy describe, lời Phật lời tổ it's đóng dấu very lời hard. chú chứ thì We cái learn việc from đi xuyên suốt our trong master các pháp hành, and the teaching of the càng thực Buddha. hành và càng trao đổi The nó more càng you rõ, practice, you will thì mình clearly càng see tin what it sâu tự means. tâm và Then the đi more you thực hành practice, nó you đúng với lại cái believe bản in chất của yourself chính more. mình. Mà hành đây đơn giản chỉ là để tạo đầu khởi It's đầu, very simple. là tham học từ Just Phật và ask the mới tâm học, questions and thích năng maintain trên the một cái doubt. gì cũng trên cái sự tu tập thực hành đó, vẫn là để thổi đầu khởi No nghi. matter if you are the Đây là quả experienced nói tỉnh one sáng or tỏa đầu, tỏa nghi thức new sáng tỏa đầu và new niềm tin. Tu đến practitioner, với người có niềm tin you tự just do tâm one và tự method, which lý is trí, asking the cái questions. sự nhắc nhở. Giống như trong thiền đường luôn luôn để cái chữ chú cố thoại đầu dán lên It's cái like cột in the temple, there's always trong cái word hơi, that và remind như you vậy để to nhắc cho người hành practice. giả chúng ta Everywhere is to remind you chú to cố thoại practice. đầu, cho công Keep phu, cho tham have thiền, the doubt, cái một maintain tập all khí the ngàn time. đời, cái vô minh chồng chất dày No cổ, matter chúng how ta cứ bad your hành cho karma đầy is, no matter chỉ how một bad sát na có thể đánh mất hết cả your experience cái is, công phu, cái sự tụ tập the practice will nó help you to erase luôn nhắc everything chúng else. ta. Thì chúng ta cũng vậy, trên cái sự tham học, trên cái sự trao đổi chia sẻ cũng là để củng cố công phu, củng cố niềm tin tự tâm, cũng cuối cùng chỉ lại để thổi So, đầu khởi nghi tình. Bắt so at đầu phát triển the end, tâm thiền cũng để thổi the đầu thing that khởi you nghi have to tình, do is cái sát just maintaining na the doubt. khai ngộ cũng một cái nghi tình cuối cùng cũng đưa đến sự khai ngộ, chứ không có khác. Nếu mà tham thổi đầu thì không có cái There's khác. no trick in the Cho practice. nên chúng ta phải All tin vững you chắc do is just và phải đưa maintain ra the một doubt. No matter what you did, cái the hạnh beginning or at the end, một tâm một hạnh, it has to be lấy một straight cái from hạnh, doubt lấy to cái the ngộ end. thì ít So nhất when you với chúng ta practice, you để have to know ba that năm, 30 năm chưa sanh you tâm, lập ra cái will hạnh get ba năm enlightenment is your goal. chắc No chắn thì không matter phải how là mới many đây là một cái years, hạnh, 30 years, thế 50 này years, là chưa đủ and đạt you have to do it được until you tự tâm, get enlightenment. thấy rõ được cái đường đi, That's when you con đường đi đó mình phải understand cứ yourself việc and đi believe và in mạnh mà yourself chân mà 100%. đi, mạnh chân mà bước đó, chứ không có chấp So chân you have chân to như be lại, more. không có hồ nghi, không có giống như tiến thoái lưỡng nan, không có chỗ tiến thoái lưỡng nan này, dám làm dám hành, More to dare dám đánh to đổi tất practice, cả is thậm chí willing cả to sinh mạng, sacrifice đó là cái niềm niềm your tin thức sinh tử everything else tự động nó for thành, your tự life động and thành death. quả đúng thức sinh tử chân thật, That is the thay life thêm bất kỳ một mindset. cái do You're phân biệt của chúng ta, willing do to lý give up tưởng, do everything ngã chấp chúng and ta, not let everything disturb your do cái practice. suy nghĩ của chúng ta, nhận thức của chúng ta, It's, mà cái nhận thức đó là cái ngã chấp, if you base on suy nghĩ your đó là buộc learning, buộc nó cho based là on your cho nó là như thế assumption, này là như thế nọ, nên cái đó là cái chỗ công phu nó khai mở, cái đó là do those are the tự leak tâm in your thay đổi, practice. If you thì let your không thể thought không có coming cách khác in, hơn it's để a leak thổi đầu khởi nghi in the tình. practice. Vậy cứ tham học phải giữ nghi tình, giữ You công need phu, to keep và chính cái sự tham học đó practicing mình nhìn ra, all the time. nhìn ra đây Just nói là want kinh to nghiệm đó, chứ không phải là cái improve gì đó mình yourself all the time. à, cái kinh nghiệm That's đó, your cái experience. mùi vị của sự tu tập, chứ không phải là cái gì khác, đó là cái mùi vị của sự tu tập, và cái mùi lúc này mùi lúc khác
cũng là trên cái từ thô cho đến tế, từ cái vi tế đến cực vi tế, đến cuối cùng lọc sạch tất cả ngã chấp của mình. Cho nên phải cố gắng giữ duy tịnh, thực hành luôn luôn và xuyên suốt. So you Phải need to lấy cái keep on độ maintaining the doubt and lấy keep cái độ practice all đặc the biệt, time không phải là cái until sự you get enlightenment, không phải là cái sự trông until you get đợi at the end of the road, mong mỏi, which is chắc enlightenment, nhưng là cái quả đi đến it's đó là the ngộ. Thế là nghĩa là tin sâu vào cái the đi đến result of the của ngộ, practice. You know it's tin gonna vào come. tự tâm của chúng ta. You have to believe that Nên it đó là will cái gì come. chúng tôi muốn nhắc nhở. Hiện tại bây giờ mình nào có những cái thắc mắc gì ở công phu, But thì right tôi now, sẽ if anyone have any đón questions, các hành giả, các bạn đồng tham, so feel sẽ free to có nhiều ask, dạng đề ra feel free to share liên your quan thoughts. bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời cô Hệ Đạt. Hi Dad. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch trưởng thầy, kính thưa đại chúng, con xin thầy khai thị cho một và để Phật tử thắc mắc đó. Thế nào là cái tâm thấm thức sanh tử? Khi mà tâm cái niệm thấm thức sanh tử mạnh á thì tâm sẽ bình thường, thì con xin thầy khai thị để cho Phật tử hiểu vậy. Cảm ơn thầy. So what you were mentioning about the Nói thêm strong về cái niệm mà mindset for thấm thức life and sanh death, tử á, it will help with the practice. chúng ta luôn Can you luôn explain có cái more? niệm thấm thức sanh tử We all ở have always have life and trong cái death niệm thấm thức sanh tử, thought. thấy cõi đời khổ đau, We thấy cái know vũ that trụ tái life is thế, suffering. thấy chúng sanh We bất khả, see things cả những cái hiện tượng trước mắt chúng ta that và cả are trong cái kiếp này của một unequal kiếp, in our thấy life. sự bất bình, thấy We sự bất see công, the bất công trong đời, unbalance. bất công trong cuộc We see sống, bad things in vân our life, vân, thì mình đều có around, cái things niệm around us. niệm That's thấm thức. why we have the Đó life là and cái death, niệm, nói là thấm thức sinh tử, nhưng mà worrying chưa about chưa life and chắc là death. chỗ tuyệt đối. But it's Trong những not a tôn giáo giải complete thoát, cho nên rất có nhiều, life rất là and death có nhiều mindset. tôn giáo, rất có nhiều cái A tín lot ngưỡng, of other people and other rất religion rất là nhiều also have cái hành động, life and death, nhưng mà nó but chưa they có are đi not đến in chỗ the triệt correct để, way. đến chỗ mà miệt mài. Because Do đó mà you need to cái tâm đó practice this gặp được cái chánh pháp ấy, in gặp a được thanh correct tịnh, way is very gặp được important. Phật pháp, If thì you luôn know luôn the có cái Buddha niệm thấm thức teaching, sanh tử chân thật. you will Nuôi be làm saw, cho you will cái saw the niệm problem thoát of trần, cái niệm life xuất and trần, death. mấy cái sự mãnh liệt, giống như là thấy tự If sinh you diệt ta, understand the đó mới practice, là đạo, you would know đó how mới gọi là it's important. cái sự giác ngộ, đến cái giải thoát. Thì nó hun đúc dần, nó The more you tạo practice, ra dần the more, the cái better hành you chấp, add cái niềm at tin tự tâm. erasing your ignorance Thì and erasing your ego. cái nhân duyên á, nó tùy theo cái It's depending on nhân duyên chance, từ the nhiều kiếp, fate, từ vô lượng kiếp nữa. and the karma of Và cho yourself dù á to get to cái know the nhân duyên practice, chưa có gặp được cái even chánh though pháp, some of the nhân duyên karma chưa có thọ doesn't được lead to cái Phật you pháp to á, understanding this mà có những cái completely, tâm đó but you also bị have your mindset gieo that trồng á, will một ngày nào đó one nó day được. you Cho will nên á, understand the cái chỗ này practice, được Đức Phật nói understand the Buddhahood. tánh chúng sanh vốn là đầy đủ sẵn This is like the Buddha sàng, say, cho đến nhất sinh everyone này has trong bất the tịnh mà Buddhahood. Đức Phật cũng thọ ký sẽ được thành Phật, Everyone can tức become là Buddha hộ one độ day. chúng sanh. Nếu mà gieo được cái giống giác ngộ, gieo được cái Because nhân bát nhã, once you cuối know cùng cũng sẽ thành about the tựu Buddhahood tại or lai hear tái about the sinh, word Buddha, it's a small biết seed thấy for you. cảm One thọ day phân you'll tích become Buddha. vỗ vui All the tốt feeling, xấu cả, all the sense, cho nên từ đó mới sinh ra những cái ngã chấp này, cái or suy the nghĩ mình đang học. distraction for your thought. Thì cái sự học Phật nó So cũng tự right nhiên tánh now, phân biệt, when cái you tánh chúng sanh practice là ham sống the dục sắc Buddhahood, chấp which is this thủ tham, practice, cái ngã chấp ấy, we need to eliminate ảnh the hưởng ego, bởi giáo lý của because đạo the Phật, ego ảnh hưởng bởi and cái pháp ignorance giải thoát,
tới nơi Phật thì dần is the obstacle for your tất practice. Cả cái nhân duyên được trưởng dưỡng nuôi lớn phải có cái one thành day công phu có after a long time practicing tiến. You will Rồi get the qua cái sự result. trải nghiệm của công phu tu tập nữa, cái nhân duyên gặp được các bậc đại thiện tri thức nữa, The chance of meeting chư Phật, the Buddhahood chư đại tổ sư, and chư thiện tri thức, meeting thì nhờ những the cái nhân teaching duyên đó mà all of họ these từ từ cái niệm thống tức sanh chance tử đó, that you từ cái mầm encounter nhỏ you one đến day ngày mà will lớn mạnh grow up mạnh, into đến cuối a cùng Buddha là điểm trí giác ngộ và and giải then one thoát. day you get enlightenment. Còn bây giờ người ta nói tôi không có thống thức sanh tử hay là cái niệm thống thức sanh tử tôi không đúng, không thật, Even không though phải. somebody say that I'm Cái not đó worrying đi about ngoài die tương and đối. death, life and death, but actually it's Tin, not true. không tin, Everyone, tương đối. everyone Tại vì has the cái life đó là and death mindset. cái năng sở ngã chấp mà, cái tương đối, cái sanh diệt mà. Thì đối với cái tự tánh á, nó vốn không có năng sở tương đối, giống như là tin vào một tôn giáo, tin vào một cái học thuyết, tin một cái lý thuyết, tại do chưa đủ cái duyên để mà ảnh hưởng được cái giác ngộ giải thoát của Phật, cái nhân của Phật thì chưa được hoàn toàn như If là tôi. you Nhưng don't mà have a nếu mà complete ứng dụng tu tập mindset, gây tạo những cái duyên then nuôi you lớn don't những have a cái complete duyên bị bạc result, but one day thì you'll dần dần get cái niệm there. thống thức sanh tử nó sẽ hình thành. And then one day you Có will khi have a right mindset of cái life and nhân của death. chúng ta nó mới nhiều nhưng mà bị vô minh, bị cái ngã chấp á, nó vẫn chi phối. Nhưng mà thời gian á, mình có cái Like at sự the phấn đấu, beginning, có sự you tinh cần, just sự do chăm chỉ the tu tập á, practice. thì nó càng There's a sâu, nó lot càng of đậm, obstacle at the nó càng phát beginning. triển tốt hơn. But Cuối the cùng more là cái you niệm thống thức practice, sanh tử nó mạnh, you grow better and better, đó là stronger nhân duyên. and better. Nó So có nhiều loại, that có it's gonna take cái time. vô tình, có cái Sometimes hữu ý, it cái happens. ý tâm, The hữu ý result nữa. come with Mà cái vô tình đó your thì nó thought có nhân and then duyên the ngoài đời result chứ also không come không naturally. nhưng mà cái sự thuần thục của nó đến nỗi mình không có nhận ra, không có Sometimes you biết don't tới, even không có realize the biết tới, results, nhưng mà nó lại đi but đến it still một cách come. mạnh mẽ, It still come strongly, đến even gần though kề, thì tự nhiên phát được một cái you don't tâm pay yên attention lặng. to. Giống như trong thiền tâm ấy, lịch sử thiền tâm, cho cô bé họ Tô, Tô 15 tuổi kiến tánh, cô bé họ Trịnh 13 tuổi kiến tánh, cháu của thừa tướng, đâu phải là thường. Nhưng mà tại vì cái tâm của cái người nhỏ họ nghĩ chúng tất cả mọi người There's a ai lot cũng of giống nhau, story ai cũng có cái nhìn, ai that cũng có suy nghĩ, cho nên young mình people bình đẳng. get enlightenment. Nhưng mà giống như là một cái vị ni sư dẫn cô vào gặp cái vị thiền sư lớn, But đưa ra they một cái don't phương know hướng, that they get chính enlightenment. cái vị ni sư lớn còn không trả lời được, nhưng mà cô bé lại trả lời được. Sau đó cô vẫn sinh hoạt bình thường, Live a theo normal đuổi life without knowing đường they đi are đúng, enlightenment. vẫn được cha mẹ cưới gả, nhưng mà rồi cuối cùng cũng đi tu, đi xuất gia, sau này làm diệu tổng thiền sư. And then Nên tất cả đó đều là all of the instance cái here, I just say nhân sample. duyên ấy, từ nhiều It's kiếp, based on mà kiếp này tự nhiên đưa cái niệm thống thiết mà cái thế gian cũng không có thể all làm of the bằng, seed that you không thể làm bằng, given thế gian lives cũng không thể ago, làm many thay đổi previous theo life đuổi you have cái chánh nhân given quả the seeds của cái now that you achieve the duyên. results. Thì đó là một trong những cái ví dụ tất cả. It's just a sample. Thì ngày nay chúng ta biết được Phật pháp, biết được cái sự tham thiền, cũng đang nuôi dưỡng cái niệm thống thiết, cái nuôi dưỡng cái niệm thống thiết bằng cái chân thật công phu, bằng cái tâm một hạnh và thực hành siêng năng và chăm chỉ trên cái pháp thực hành. Chúng ta trao đổi và chia sẻ, và cái quan trọng đó là luôn luôn ứng dụng thực hành, thì ngày nào đó tự nhiên cái niệm thống thiết á,
nó sẽ thành tựu. Nhưng thành tựu mình không biết nó đến chỗ thành tựu ấy, tự nhiên nó có cái lực nó mạnh, nó đầy, nó quét sạch tất cả ngã chấp vô minh, dám đánh đổi hết tất cả để mà thành tựu cái làm chủ của sinh tử, cũng gọi là ngộ So, cái one day you will get thì will get the result chứ and mình không có thể sacrifice thấy, mình everything không có thể dự đoán, mình không for có the thể practice to get nắm được. enlightenment. So Nhiều khi mình không có chịu công phu để it's mình very hard chú trọng to cái hình thức, cái hình tướng describe because cho it's thấu just triệt là gì, it's not là buông it's bỏ cái này, undescribable. là chạy theo cái kia, vạch ra một cái hướng nọ, rồi á mình chạy đến cái hình thức mà để cho người ta nghĩ rằng là mình thống thiết, thì cái đó không phải là cái niệm thống thiết, mà đó lọt vô cái ngã chấp. Ngã chấp tự cho thống thiết cũng là cái sở cầu, là cái sở đắc, chứ không phải là cái thống thiết chân thật. Mà ai nói mình không thống thiết, There's a different mình sẽ kind giận, mình sẽ of buồn, mình sẽ lo, life khi and mình death đi ra mindset, hoang mang rất and then lo they lắng vô worry that cùng, they don't have the strong mindset, là vì cái thống thiết but đó nó thành trên cái that hình also thức, affect trên cái their ngã chấp, practice. chứ không phải là trên cái But chân thật tu tập. Thì the mình đi correct chạy way is theo, just có khi mình worry chạy theo about cái tiếng này yourself nó ảnh hưởng rất là and don't worry about nhiều. your Cái công hạnh đó, nhiều whether khi you nó have a nằm tại mindset or not. của chư tổ, của chư thiện tri thức, That's chẳng different. qua đó chẳng qua là cái sự khích lệ, sự sắc tấn. Tại vì chưa có hiểu được cái ý của tổ, Because cái there's ý của not, chư thiện tri thức đó, because you don't chưa understand có the thể mindset correctly. thấu được chuyển ngữ, nắm được cái chuyển ngữ, chưa có khởi việc nghi tình miên mật, cho nên vẫn có những cái hình thức làm cho mình phấn chấn ấy, rồi mình lại bắt chước, mình học theo ấy, mà không chịu tu, mà chỉ chạy theo tướng ấy. Mình tưởng đâu là đó là cái thống thiết chân thật của mình, mà vô tình mình lại ôm cái ngã chấp. Mà nhiều người thì khen tặng thì mình thích lắm, mà càng khen tặng cái ngã mình càng to. Đến gặp một cái thiện tri thức nào nói chẳng có một miếng nào thống thiết mà toàn là vô minh, lúc đó mình rụng rời, giống như là tất cả công của mình bỏ ra thành công cốc, tất cả những cái So sự there's a lot tu hành của of mình đã compliment không dính dáng. or Lúc đó criticism thử coi mình có còn is very thống it thiết will thiệt affect sự you. hay không. Là có khi người ta nghĩ ta thống thiết, mình nói ta không thống thiết, ta bỏ đạo đi theo một cái chỗ khác để chỗ đó tăng bốc mình lên. Nên cái nghĩa thống thiết You didn't ở do đây the different way nó phải đúng là cái up phẩm giá nội about tâm, the mindset. và It dám has đánh to đổi hết be tất cả để trở no về cái sự ignorance and no tu tập của mình, trở về cái ego bản tánh chân with thật của your mình, mindset. chân thật của mình, thì đó You mới là come cái back to học your thật sự. own. Dám đánh đổi hết, You người ta come back khen to your own hay là người ta karma. chơi, No không không có matter vấn đề, what tập people đổi mới say, thấy người ta chơi no vui vẻ matter if they à, compliment or criticize tại người ta you, đều just trên worry sự about vui vẻ your trên practice. cái ngã chấp, trên cái vô minh, đâu phải vì một cái chê người ta mình dao động hết cái công phu tu tập của mình, cái niệm giải thoát của mình. Nên cái chữ thống thiết đó So, là chứng minh trên cái sự phá ngã chấp và cái sự thực hành công phu. Dần dần chúng ta sẽ rõ được những the more you tính will minh tịnh tâm slowly thực hành trên cái become chánh pháp của Phật. better. And then you will Có understand bao giờ biết what nghĩ hiểu the không? practice is meaning. Dạ, mình thấy thế không sử dụng tiếp là không. Thầy Dear Master, có nghe thầy khai thị là lấy cái ý thức này mà để tìm cái đạo giải thoát, cái tự tánh, thì the practice không is bao giờ được, giống như là cái đạo to mình be get rid of life and đây death. được phải không bỏ. Thì xin thầy khai thị là cái ý này cho chúng con gọi không thầy. Cái này là Đức Phật Can you dạy cho explain chúng ta about the từ practice? How kinh can we can get Viên rid of Cả life Gia and đến death? kinh Đại Thừa Diệu Nghĩa, giống như kinh Viên Giác vậy. This Kinh Đi Ca Gia kêu là Đức Phật dẫn hạ đại thừa concept ngữ, was quy teach sát thật không by gian a thought qua by the Buddha. đồng, Buddha was và walking cái người chăn bò through đóng cái cọc a field. xuống con bò, thì cái sợi dây nó cột từ cọc đứng với mũi con And bò. you can see Đức that Phật giải thích cái the vô minh buffalo just go tiếp tục around là phải qua mấy cái the sự rope tu tập ý was thức đó, will tức là hold nằm trong cái tương were đối đó, tied down the cho nên buffalo. bị hạn chế.
So the buffalo hạn will chế cannot go anywhere. giống như là cái sợi It's dây nó just dài like mà us bò thì using our xung own quanh nó dài cỡ cái thinking. từ cái cọc tới con bò đó là sợi dây The thế thinking, an assumption that we are cho making nên nó không bao giờ for rời khỏi ourselves limit us ra khỏi thoát from khỏi cái living vô minh out, đó living the thì place like a ví buffalo. dụ muốn So in order tu tập to để giải thoát thì phải get nhổ out sạch of cái vô the minh, rope, get nhổ out sạch of the life and cái death, you ngã need chấp to ý erase, thức ấy, vô minh sân erase vô. all of the thinking, Có cái trí erase giác để all thoát of sao the old thì habit. tất cả những cái nhận biết ấy, qua kiến văn giác If tri, you all of the knowing nếu chúng by ta all the sixth sense cứ lấy kiến văn giác are tri làm not cái viên giác tánh delusional. thì cái viên giác tánh nó trở thành kiến văn giác So that tri, you don't, if giống you như use lấy all your viên giác sixth tánh ra sense cái sợi dây ý thức đó to feel mà nó things, phân biệt gì phân they biệt become, mà nó không có rời khỏi cái they cọc become vô illusion. minh là của You năng sở never escape và ngã the chấp. illusion Vô minh là năng sở và ngã chấp mà, of your sense. thì không bao giờ So you bạn never xả escape được nó. your Suy nghĩ chỗ nào objective cũng đến and đâu, subjective. vòng quanh đó hưởng hết tất cả cỏ đó, khi mà hết cái No ý thức matter đó chỉ how đến strong đâu you are, if you attach to miễn như là your bị nó rope đỡ of nó lên thinking, thì nó you không can có never được escape it. tự do, không được tự tại. Nhổ cái cọc vô minh rồi So tự in động order phá tướng to thì đó cũng là tự do get tự tại, it, you just get rid of the rope. không có bị And các that is the cái ngã chấp practice. gì nó chi phối. You don't get Thì cũng vậy, control trong kinh Đại Thừa Lễ Nghĩa by Đức Phật cũng nói cái tự tánh bất khả thuyết. that. Cái tự tánh The bất khả Buddha thuyết also said that bất khả suy the Buddhahood is nói để cho cái nên sở nên đối undescribable, như hình tướng âm âm thanh tính, unfeelable, nói là tự untouchable. tánh. The Từ suy Buddhahood nghĩ và cannot tiếp be xúc felt từ cái năm by sở anything phân biệt or nó known mới có cái sự by suy nghĩ anything. thôi, If sự you cảm xúc know đó. about the Buddhahood and Đó là you can trong phần describe the cái Buddhahood, suy that's nghĩ not the Buddhahood. That's not. bắt nên tất cả đó đều là gốc vô minh, That's đó là the gốc original của ngã of chấp. ignorance. When you have Nên feel đó, something, cái tự when you tánh can know something, phải ngộ that's the original of chứ không ignorance. phải là So in biết order to practice đúng one, đúng you need to know by trên yourself. đúng đường lối thực hành thâm You thiền. cannot just listen and understand it. Có nói phải ngộ tự tánh No matter. So that's why chứ there's a lot of không teaching có được about cái you need to đuổi theo cái cục xuôi realize your phải ngộ own tự tánh. Lấy cái Buddhahood. ngộ tự tánh làm chánh, mà ngộ tự tánh đây không phải là hiểu, It's not like không you phải là understand the người hiểu. Buddhahood Chúng ta thường thường or nắm bắt tất feel cả, it thường thường phải có sự trụ, có sự đắc, or know it. cho nên nó sai lầm. So it's Còn not nếu ngộ right. tự tánh nhiều hành giả cũng thế, hình No dung cũng one thế understand what it means biết by được á, know your Buddhahood. nên tổ cũng bất đắc dĩ đưa ra cái khái niệm ấy, đó là hàng lưu trục khối sư tử đạo nhân. Hàng lưu trục khối tức là con So chó that's mèo why chạy theo cục you need xương, to con sư tử understand bị it. quăng cục xương, chụp ngay cục xương You cắn have chặt to lại và realize quăng á, the Buddhahood đó là not sự thực tập của understand sư tử, mà cái chụp ngay cái người nếm cục xương đó, chụp ngay cái người it. It's like a nếm cục lion xương người lấy cục xương dụ who người để catch đánh. the person who throw the Mà chúng bone. ta đang tham thiền The dog will không catch the phải là bone. cục xương. You should be the Tất lion. cả hãy giải thích, tất cả You lý need luận, tất cả lời to phổ bạch see của tổ be the dù one minh họa behind, hay not là the bone. You need to see cục the xương, như one who là throw the bone, phương tiện which hành is the giả Buddhahood. hay là Đức Phật có nói ngộ Don't tổ focus hay là on minh the mạng đó, bone, which is the là cái understanding. bè để qua sông, qua sông thì phải bỏ bè, So phải once you đừng phải know quên đi ngón tay, the không có practice, nhìn ở đến ngón you tay, should give up trụ chỗ ngón tay cho nên thực trạng thì nó sai lầm. where Trụ you cái lời came nói của from. Phật, You need của to, tổ thì nó sai it's lầm, like a, the trụ nó practice, mà it's không like a phải stepping là stone. nó sai lầm. You shouldn't Tất stay on it. cả You just, you câu have to hỏi step câu hỏi, forward tức là muôn ngàn, and know nó năm the ra khỏi Buddhahood. muôn muôn ngàn ngàn khởi đầu cũng mục đích để trở về với Phật Every thôi. practice is the same. Đó là cái ý của tổ, ý của Phật muốn. Cho nên cái mà không được đuổi theo cái ý thức á, không được đuổi theo cái sự phân biệt, không được đuổi theo cái ý thức phân biệt như là vô minh, thì đó là cái ngã chấp. Chơi So nói dễ don't thôi, follow your nhưng chúng ta chưa nuôi ignorance. nấng Don't tu follow hành your là cũng do cái ngã chấp, do cái ý thức, do cái vô minh nó cứ thích mày mò ở your trên đó, thought, your làm cho thinking. công phu chúng ta gián đoạn, nó cứ chạy trên cái sở cầu So tham ngộ, it based on tham your không chờ ngộ, tham ego, cầu tiến, your
đem tâm cái này, đem tâm cái kia, tất cả đều Your là trên đang sợ ngại chấp. ignoring, Đó, your thì chúng ta sẽ knowing lại that will sống be trong affecting cái hư không và ngại chấp vô lượng đời vô lượng kiếp, cho your nên nó không practice. lìa khỏi So chúng that's ta, không lìa why khỏi chúng you ta. live like this for Có thousand đủ cái lives tình before, chánh thiết sinh động forever. chân thật, That's why mình đang you nuôi need to nó, mình nuôi know như tình cũng là this chuẩn, nó practice nhiều tình is very important. nó mạnh đó. You need to have Cái lời nói giải thích thì nó nhiều no nhưng mà doubt and nó doubt chỉ nuôi tình thôi, nó là cái is niệm trong cái for hư you không, to niềm tin mạnh mà escape trong cái the hư không life and mạnh death. mà cũng là niềm tin tự tâm nó đầy đủ. Bây giờ nó chưa đầy đủ, niềm trong thức chưa mạnh, trong phu nghi tình chưa miên mật, But right now, even cũng though chướng ngại bởi vô minh, cũng chướng ngại bởi cái ngại chấp, bởi cái danh tướng hình thức. Trong khi nhưng mà bây không có một cái gì cách nào khác hơn But là there's no other vô way cùng cùng, to escape tức là cái siêng this năng rather trong than cái practicing. thực The hành only way you can do vấn is đề thì to là cái practice. nghi tình, vấn đề thời đầu cái nghi tình. Cho dù mình chấp cỡ nào, mình phiền ra sao, bực bội vùng No vẫy matter những how cái you mê feel, luyến, nếu mà không có tham thiện nhân, không có thuốc á, thì bệnh nó sẽ or lan what rộng, you feel, nó you sẽ phát and tác without kinh practicing, khủng. Bệnh đây it bệnh do will mình ngại affect chấp, you a lot. nên vẫn uống thuốc đều đặn, chính uống thuốc đều đặn, cái siêng năng và gặp bác sĩ trao đổi để mà biết bệnh của mình lúc lên lúc xuống. So it's the best way Và is lúc just này nó talk to bảo your mà giá doctor. giảm cái liều lượng thuốc thì mình điều trị, Then the mình điều doctor will trị một send thời you gian, to prescribe khi mà đi trong hành động medicine á, and tell you nó what đã way to thành do better. thống thức sinh tử, And then one thì day tự you nhiên nó will thành cái là mình improve. không có bị hạn chế bởi cái vô minh, cái cọc vô minh á, hạn chế bởi cái kiến văn giác tri. Không phải là bỏ kiến văn giác tri, It's không phải not là like đóng you kiến give văn up giác tri, your knowing. nếu giữ được cái nghĩa tình thì không có You just phải kẹt ở trên cái kiến văn giác tri. À, còn bây giờ mình cứ mà lúc đó gọi là lợi dụng kiến văn giác tri, nó phải là cái gì, lợi dụng kiến văn giác tri để mà công phu tu tập you're thiền mà gonna mình không use có kiến văn giác tri thì your không thành, knowing without the knowing the practice không you thể cannot mà practice. vận hành So được á. we Cái lời use này Đức Phật your Phật Quan knowing Âm the nói là áp practice lực for a chứng stepping tổ Phật stone. nói nè, nếu như ngày tổ sư Cận Đại Nhiệt Khê đó, ngài cũng nói lợi dụng kiến văn giác tri là cái phương tiện bát nhã, đó là phương tiện bát nhã, lợi dụng kiến văn giác tri khởi được cái quán chiếu bát nhã, lợi dụng phương tiện bát nhã khởi được cái quán chiếu bát nhã, khởi được quán chiếu bát nhã mới ngộ được tự tánh bát nhã. Thì đó là cái lời và cách thức của tổ. Ta đừng có sợ cái chướng ngại, đừng có So, sợ when cái you vô have minh, obstacle, it's just a phiền part of the não process. của cái ngại chấp, You shouldn't be mà phải afraid lợi dụng trên đó, because you có have to nó base on mình thành those tựu được cái to đạo của mình, practice more to know where you trên cái are. thân này And then you mình thành base tựu on được cái sự giác your ngộ, understanding không có sợ, to không có practice. sợ nó, không And có you gọi là shouldn't fear hốt anything hoảng that đâu, come up. mà phải You practice. lợi dụng nó, cái mình lợi dụng cái You thân need này to nè. use it Nếu như for nói là your own chưa advantage. tạo cái ví dụ này nó đơn giản, dễ dàng, dễ hiểu hơn, giống There's như cái tướng another mạnh của chúng example ta nó ẩn trong cái tướng bệnh này, about this. It's do like cái you thân này live, nó gặp đau rồi when đó, you are nên have a nó tướng sickness, bệnh, mà tướng you bệnh nó always nằm show trên the cái tướng bệnh sickness đó một giây first. phút. But Bây giờ you, mình if you bỏ want cái to tướng bệnh show đánh chết cái tướng bệnh này cũng không có thấy được your strong side, you need to erase gì, the nó sickness. nơi tướng bệnh nó uống thuốc, thuốc Without, nó phát lên, nó dẹp được cái tướng bệnh đó. there are to Nhưng mà show sau your một đoạn strong đóng cửa, side. tướng bệnh nó tan, You have to erase và the khi tướng bệnh sickness. nó tan thì tướng bệnh ở đó nó hiện hẳn lên thôi, không phải đi tìm đâu xa cả, So ở there's nơi no, cái vô minh, cho nên so là để you're mà ngày always there. ở trong bài chứng đạo ca nói vô minh thật tánh, thật tánh của mình thật vô minh thật tánh tức Phật tánh, quyển hóa không thân tức pháp thân, ngay cái thân quyển hóa này tức là pháp thân, nên cái vô minh thực tánh của nó đó là Phật tánh. Giờ mình bỏ cái thân này, mình hủy hoại cái thế giới này, đi tìm Phật tánh ở đâu, tìm cái pháp thân ở chỗ nào, không thể. Nên ấy, những cái lời của tổ sư cũng là tâm huyết rất là rõ ràng. Đến ngay đó mình cứ tu tập, ngay đó mình cứ công phu, cái đó mình có thể chuyển hóa được hết tất cả những cái vô minh ngã chấp của mình. Thì nói vậy nghe hiểu không? Dạ, con hiểu. Thank you, Master. Rồi bây giờ cũng hết giờ em. Thôi chúng This ta time kính now. thầy, kính sư Have a cô, good day, lại everyone. lòng tham, mô, công sức kéo nghiệp.